và va chạm giao thông là điều mà chẳng một ai trong số chúng ta cũng gặp phải lúc nào. Vì nghe không là đã thấy chỉ toàn là niềm đau rồi. Thế nhưng mà cũng còn những trường hợp xảy ra những cuộc va chạm không quá nguy hiểm, nhưng lại khiến người chứng kiến cười hết nóc sự hài hước giữa khóc giữa cười của những tình huống này. Bạn sẽ khó có thể hình dung ra tại sao họ lại có thể vui tới như thế đấy. Ngay bây giờ hãy cùng số gì hôm nay điểm lại những tình huống giao thông hài hước nhất năm 2021. Thánh nhầy. Khi bạn sinh ra đã là một thánh nhầy đích thực, thế mà trên dòng đời tấp nập lại gặp được địch thủ xứng tầm, cảm xúc của bạn khi ấy sẽ thế nào? Có lẽ hai người đàn ông trong video này sẽ là người hiểu rõ hơn ai hết. Một người đàn ông lái xe ô tô màu trắng muốn quay đầu xe sang làn bên cạnh thì vướng phải làn phân cách giao thông nhựa bên đường. Người này hừng hực phi xuống, ném miếng phân cách này sang bên khác để tránh vướng đường đi của mình, nhưng cũng đồng thời chắn luôn lối đi của một chiếc xe ô tô khác đang đậu cạnh đó. Ngay lúc này, chủ xe của chiếc ô tô kia cũng khí thế xuất hiện và vô cùng mạnh mẽ đã bay lại miếng phân cách về vị trí cũ, chắn đầu mũi xe ô tô đầu tiên. Và cứ như thế, chúng ta được chiêm ngưỡng cảnh tượng hai người đàn ông cứ vào xe rồi lại ra mở cửa để miếng phân cách chắn đầu xe kia. Hai người đàn ông này có lẽ cũng không có gì ngoài thời gian nên cứ đẩy qua đẩy lại chứ quyết không ai nhường ai. Và cũng rất là lịch sự nha, tức hộc máu mồm rồi nhưng không hề chửi bậy hay tiếp xúc vật lý với nhau phát nào. Thật may là cuối cùng mọi chuyện cũng dừng lại trong êm đẹp, không có đổ máu. Chứ vớ phải ông nào cục tính hơn, chắc là lao vào đấm nhau ngay từ pha chuyền bóng thứ 3 rồi ấy. Lên luôn. Để phụ nữ lái xe đôi khi là tội ác. Câu nói nửa đùa nửa thật này không phải là không có căn cứ. Phần vì sức khỏe yếu hơn này, phần vì khả năng phản xạ xử lý tình huống tất nhiên là không thể sánh với cánh mày râu được rồi. Và cũng từ đó xảy ra hàng loạt tình huống giờ khóc giờ cười dần dần hé lộ với các bạn qua video này. Lái xe mà thấy có xe phi từ trong ngõ ra là đã nguy hiểm rồi, mà còn là phụ nữ phi ra thì chắc chắn phải cầu nguyện dần dần. Vâng, trong video là một chị gái chắc trong lúc căng thẳng đã quên việc bóp phanh, thay vào đó là rồ ga một cách nhiệt tình, khiến cho người ta nhìn vào không biết là chị ấy đang lái xe hay là xe đang lái chị ấy nữa. Chị ấy bay như một tên lửa và bẻ lái mượt mà vào cổng nhà của hàng xóm luôn. Có lẽ trái tim của chị ấy hướng tới căn nhà đó quá nên lý trí không thắng nổi ấy mà. Dù sao cũng thật may là không có thương tích gì ở đây cả nhà. Đỗ xe. Vâng, đỗ xe ở lề đường vắng vẻ đôi khi vẫn là những bài toán khó với những chị em phụ nữ. Điển hình như hai chị gái trẻ trung giàu có này đây. Có lẽ vì mải công chuyện gì đó quan trọng lắm mà hai chị này đã mở cửa xe một cách quá thênh thang, xe lại quá sát khiến cho cánh cửa kẹt cứng vào thân cây cạnh đó. Và thế là người thì kéo cây, người thì kéo cửa, một hồi rồi vẫn không thể nào khép được cánh cửa xe. Trong khi mình thì cũng hơi hoang mang một tí, tại sao một chị không leo lên xe để lái xe lên một chút nữa là khỏi vướng cây rồi không? Lý do gì mà các chị lại lựa chọn bài toán khó như thế không biết? Hay như chị gái này cũng không tầm thường khi lái xe xịn đến mức ba cái cọc tiêu xếp khít vào từng bộ phận trên chiếc xe của chị luôn. Chiêu thức này thì đến đàn ông cũng khó mà bắt chước được ấy chứ. Gara xe, điều khiển xe, tìm chỗ đỗ và lái xe tại gara xe ô tô cũng vẫn luôn là một kỹ năng khá khó và cần kinh nghiệm thực chiến mới có thể thao tác mượt mà được. Và trong video này, chắc hẳn là chủ xe thiếu những điều trên nên đã có pha xử lý vô cùng huyền diệu. Một khi đã lùi là phải lùi thẳng vào đầu xe đằng sau, đẩy luôn cả xe đằng sau lùi thêm vài bước rồi mới có đà mà phi lên được. Ắt nỗi đang trên đà phi lên lại gặp một chiếc xe khác thì đành phải nhường bằng cách lùi thêm vào cái đầu xe khác nữa, chứ biết làm sao bây giờ. Tính ra sau màn lùi xe xịn xò này thì chủ xe kia cũng phải đền một khoản tiền khá khá đấy chứ. Xi nhan bằng chân. Khi mà xi nhan bằng đèn chưa đủ gây chú ý, xi nhan bằng tay đã quá quen thuộc thì người phụ nữ này quyết định có màn xi nhan độc nhất vô nhị khiến cho người ta không thể nào mà không lưu tâm cho được. Đã thế, ninja này còn mặc hẳn một chiếc quần hồng với đôi guốc cao gót trắng đầy nổi bật thì ai mà không nhìn thấy cho được. Và quả thật, chiêu thức này có hiệu quả thật sự. Chiếc xe ô tô phía sau đã phải giảm tốc độ để nhường đường cho người phụ nữ này. Và tất nhiên, chủ xe ô tô sau đó cũng phải đăng tải lên mạng cảnh tượng hiếm có khó tìm này. Xe máy không người lái. Nếu bắt gặp cảnh tượng xe không người lái ban đêm, chắc hẳn nhiều người lại cho rằng đó là chuyện tâm linh, không đùa được đâu. Hẳn là có thế lực vô hình nào đó đã điều khiển chiếc xe đó. Chứ sao một chiếc xe máy lại có thể di chuyển khi không có người lái được?
Người nước ngoài thì nói thế, nhưng người Việt Nam thì cũng dần dần quen với cảnh này rồi. Đôi khi nhiều trường hợp khi xem lại còn khiến người ta cảm thấy buồn cười. Ví dụ như chiếc xe này bất ngờ băng qua đường và lao thẳng vào đám người đang đứng bên đường. Thấy chiếc xe, mọi người vội vã lách người tránh né sang hai bên. Bằng một phép nhiệm màu nào đó, chiếc xe máy lại tiếp tục lách qua khe hẹp giữa người đàn ông đang đứng trên xe máy và chiếc xe dựng kế bên, thậm chí còn lạng lách đánh võng nhưng không đổ. Sự việc bất ngờ này khiến nhiều người hốt hoảng đuổi theo xe máy. Cũng chưa biết lý do gì khiến chiếc xe bay đi khi không có người lái như vậy. Nhưng thật may là không có thiệt hại nào về người và xe xảy ra tại đây. Hello, xin chào! Không cần phải ô tô xe máy mới gây ra tai họa, mà đôi khi đơn giản chỉ cần chiếc xe đạp điện cũng có thể khiến dân tỉnh phải trầm trồ. Như hai bạn nữ trong video này, xin chào lần đầu tiên đến Điện Biên nên các bạn biểu diễn vai đường khiến nhiều người kinh ngạc như đứng lên yên sau tư thế Titanic hẳn hai lần, cười nói ghi hình vui vẻ. Thế nhưng không cười được bao lâu thì sau màn ngồi xuống đầy tự tin từ vị trí phía sau thì phía trước đã mất thăng bằng và chuyện gì đến cũng sẽ đến. Người đổ, xe cũng rơi. Và quay phim thì chỉ biết cười. Đấy, làm trò cười cho bọn nó cuối cùng đau là mình chịu, chứ chúng nó có thương đâu. Khổ thế chứ lại. Cà khịa ô tô. Xe máy lại đi cà khịa ô tô thì khác gì châu chấu đá xe. Khả năng cao là lành ít dữ nhiều rồi, thế mà nhiều bố cũng máu lắm cơ. Lại cứ thích tạt đầu rồi lạng lách đánh võng chiêu thức ô tô. Trong video này, các cụ nhà ta cũng thế. Cụ này đây, cố mà lách lên cơ. Xe ô tô dừng lại cho lên trước, nhưng mà không. Cứ đến xe ô tô thì lại vượt lên chắn đầu. Đã thế lại còn giơ ngón tay thối lên thách thức tài xế ô tô. Thế là ô tô lao lên, đẩy xe máy ngã sóng xoài ra đất. Cùng với đó là màn lao thân đấm vào cho không chịu phát nào. Đến lúc này thì có chấp tay xin tha thì cũng đã quá muộn rồi. May á là có người đi đường cản, chứ không khéo là tài xế đấm cho gã này nhập viện đấy có khi. Chung số phận với gã xe máy trên cũng có cả mấy gã phía sau này nữa. Cũng ngắm cái kết vô cùng ngọt ngào dành cho những tên cà khịa xe ô tô như thế nào nha. Xuống sông tắm cho mát. Có vẻ tại thời điểm những sự việc xảy ra, thời tiết hơi nóng thì phải. Thế là cả người lẫn xe đều muốn xuống sông tắm xíu cho mát. Và dưới đây là những màn phi xe thần sầu nhất, đủ các loại phương tiện từ xe ô tô cho tới xe máy rồi cả xe đạp. Cả nhà cùng nghiêm túc thưởng thức ngay thôi. Giao chắn tình yêu. Xe thì phải đi trên đường, nhưng có lẽ chủ xe mô tô này đã chán phương thức lái xe đơn giản rồi. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ thì cứ để phần anh. Và thế là từ đâu anh phi vào làn phân cách đầy dứt điểm, lôi mãi mới ra được cái xe thì lại phi thẳng sang lề trái đường một cách khét mù. Thật may là đường khi ấy cũng vắng, chứ không thì không dám tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nữa cả nhà. Cảm xúc của bạn ra sao khi xem video này? Chắc hẳn cũng vừa bất ngờ lại vừa cười nghiêng ngả đúng không? Những pha biểu diễn này đúng là đi vào lòng đất luôn rồi. Bạn thấy mục nào hài hước nhất thì chia sẻ ở dưới phần bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn thấy video hôm nay của chúng mình có thú vị không nào? Và để làm ra được một video thú vị như thế này thì không thể không kể đến công sức của anh Việt Hoàng, editor và chị Mai Anh, người sáng tạo nội dung. Và để ủng hộ cho team chương trình của chúng mình thì các bạn đừng quên like và subscribe kênh nhé. Còn bây giờ, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.